Everyone, xin chào các bạn. Hôm nay kênh Glen Hermes Mia sẽ hướng dẫn móc mẫu túi điện thoại nhanh và rất là dễ luôn ha. Rồi, mình chuẩn bị các nguyên liệu sau nha. Hồng cánh sen. Đây là cái sợi len. Bạn có sợi gì thì bạn dùng màu đó ha. Và để hạn chế cái độ giãn á, len mà nó sẽ giãn nhiều giãn ít ha. Thì mình móc, mình kèm theo cái sợi cô tông này nè. Nó loại sợi xe chắc á ha. Nó mình sẽ móc kèm nó như thế này. Kim móc 3 chấm vết 25mm. Kéo kim luồn dấu sợi nè, đánh dấu nè. Và 8 cái miếng trang trí này nè. Mình mua lâu rồi mình không nhớ gọi là cái gì nữa ha. 8 miếng cho mình. Quay móc thôi. Đây mình đã cặp hai sợi nó lại rồi ha. Để cái kim móc lên, đè cái sợi xuống. Nắm cái đầu này lại. Kéo. Rồi mình đã có cái slip knot ha. Lên cho mình 23 bính ha. 23. 1 2 3 4. Rồi mình đã có 23 bính rồi ha. Mình đánh dấu vào. Đánh dấu để mà mình dễ hướng dẫn thôi, chứ bạn không có cần đánh dấu đâu ha. Còn bạn mà muốn khó nhìn mũi hay sao đó thì thôi bạn đánh dấu cũng được. Rồi. Lên cho mình thêm 4 bính nữa nha. More for chain. 1 2 3 4. Thấy rõ không? 4 bính. Và từ cái kim móc này nè, bạn sẽ móc mũi kép vào cái bính thứ 7 ha. Nếu bạn khó đếm thì bạn cứ từ cái đánh dấu này nè. 1 2, đó, bạn móc vào đây, đó là lý do mình đánh dấu ha. Còn không bạn có thể đếm từ cái kim móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, bạn móc vào đây nè. Rồi, mũi kép. 1, 2, đó, vào đây. Nhưng mà mình không có móc vào đây ha. Mà mình xoay cái sợi lại. Đó. Mình đâm nó vào cái sợi phía sau lưng của nó nè. Đó, cái dây bính đó. Để làm gì các bạn? Để cho cái ho nó không bị to, cái lỗ nó không có bị to thôi ha. Còn bạn nào thấy khó thì bạn móc bình thường cũng được ha. Nhìn cái ho này nó không có bị to ha, nó chặt ha, nó không có cái lỗ to á. Rồi mình cứ để đánh dấu ở đây đi. Tiếp tục lên một bính, bỏ một chân mũi, móc mũi kép vào chân kế bên ha. Chain 1, skip 1 stitch, double crochet, next stitch. Nè, bỏ một chân mũi nè. Móc mũi kép vào chân kế bên ha. Nhưng mà mình vẫn xoay lại nó. Móc vào đây. Cứ mỗi mũi kép là cách nhau một bính ha. Bỏ một chân mũi cách nhau một bính. Rồi bạn cứ lặp lại vậy, như vậy nha. Nó dễ mà ha. Mình cứ lặp lại. Đó, lên một bánh, bỏ một chân mũi, móc vào chân kế bên. Rồi bạn móc đến cuối dây bánh cho mình nha. Đến đây. Rồi mình đã móc được đến cuối dây bánh rồi. Lên một bánh, móc mũi kép vào chung cái chân của mũi kép trước đó ha. Double crochet, same stitch, đó, chung chân. Rồi bắt đầu mình xoay lại nè. Mình sẽ móc mũi kép đối xứng dưới bên này ha. Lên một bính, móc vào chân này nè. Rồi lên một bính, móc vào chân này ha. Tiếp tục móc vào đây nha. Bạn nhớ nha, móc vào đây. Nẹp cái sợi này lại luôn nha.
Đó. Lặp lại cứ một bính, bỏ một chân, rồi làm một kép ha. Đó, đó đôi xứng đó. Nhớ lên một bính nha. Móc mình khi mình móc nhanh quá cái mình quên mất tiêu luôn. Đó. Rồi bạn móc đến đây cho mình nha. Rồi. Tới cái chỗ đánh dấu đây nè. Lên một bính và móc mũi kép vào cái chỗ đánh dấu nè. Ha. Tức là mình bỏ một chân bính nè. Đây cái này do nó bị lật nên nó khó nhìn nè. Nó bỏ một chân mũi nè, móc vào chân mũi kế bên nè. Do mình bị hò nên giọng mình hơi khàn, hơi khó nghe nha, thông cảm. Đó. Rồi xoay lại mình bắt đầu mình kết thúc hàng thứ nhất. Mình dùng mũi trượt ha, slip tick here. Đây mình sẽ đếm nè, xoay cái chuỗi dây bính nên mình dễ đếm ha. 1 2 3, đó mình trượt vào đây, slip it here, đó là mình kết hàng á. Xin lỗi, mình phải lên một bính nha bạn, để mình quên á, lên một bính nha, các mũi kép đều cách nhau một bính. Rồi mình đã xong hàng thứ nhất rồi, bắt đầu hàng thứ hai. Round 2, lên 4 bính, chain 4, 1, 2, 3, 4. Tí xíu mình móc mình xoay lại, mình sẽ trượt vào cái bính thứ 3 nè. 1, 2, 3, nó mình sẽ trượt vào đây là slip it here. Đó. Rồi, mình đánh dấu để cho bạn dễ nhìn. Rồi, ở đây đã 4 bính rồi, thì mình chỉ việc móc mũi kép thôi. Lên một bính, móc mũi kép dưới chân mũi kép của hàng trước, rồi lên một bính. Bắt đầu hàng này là mình đi nhanh nha, nó cứ lặp lại thôi. Đó. Nhìn cái mũi kép là mình xác định mình móc rồi. Rồi đến đây thì mình móc bình thường thôi ha. Nó đã bo lại rồi, mình đã móc phần đáy, nó phần cái góc túi nè, cái góc túi nó bo rồi. Nên bây giờ mình móc bình thường thôi. Đó. Cứ mũi kép lên bính, mũi kép lên bính thôi. Rồi, mình đã móc đến cuối hàng 2 rồi. Cẩn thận ở đây nó hết mũi rồi nha bạn. Chứ để bạn móc nhầm mũi kép ở đâu ở trên cái chân này là không phải nha. Rồi lên một bính, trượt vào ngay chỗ đánh dấu nè. Đó. Kết thúc hàng thứ 2 ha. Nó đã có cái góc rồi nè, cái đáy túi rồi nè. Rồi mình bắt đầu hàng thứ 3. Row 3, cũng 4 bính, chain 4, 1, 2, 3, 4 ha. Bây giờ mình quen rồi, mình khỏi đánh dấu đi ha. Còn bạn chưa quen thì bạn đánh dấu nha. Móc mũi kép vào chân hàng trước, cứ một bính, rồi mũi kép kế tiếp. Rồi lại một bính, nó cứ lặp đi lặp lại ha. Rất dễ luôn. Đó, tiếp tục thẳng tiến, mũi kép với bính thẳng tiến. Rồi bạn móc lên cho mình ha, thêm 10 à, để mình xem coi, thêm 12 hàng nữa đi nha, rồi mình hướng dẫn tiếp ha. Rồi có 2 hàng rồi nè, móc thêm cho mình 13 hàng mũi kép nữa nha. Thêm 13 hàng mũi kép, vậy là tổng cộng mình có 15 hàng mũi kép ha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 double crochet row. Mình sẽ đo ha. Vì mình sẽ còn hàng mũi kép và cái hàng mũi đơn này nè bạn. Đó, cái hàng mũi đơn này nè. Nên mình dừng ở 15cm á. Rồi, mình đo được là 15cm nè. Rồi, bây giờ cái hàng mũi kép kế tiếp mình sẽ đính khoen này vào ha. Đó, mình sẽ đính cái khoen này vào. Cũng tương tự mình lên 4 bính nha. Lên 4 bính. 1 2 3 4 mũi kép khoan, từ từ nha bạn, khoan kéo nha. Đó, tới đây thôi. Bạn kéo một lần cho mình. Rồi, để đây. Xỏ cái khoan vào. Này. Ha. Để nó ngược bên rồi. Đây. Để nó nằm ở mặt trước nha, nó nằm ở phía trước. Kéo qua. Rồi, thấy rõ không? Rồi kéo lên một bính, rồi lên một bính cách một mũi kép á, mũi kép cách nhau một bính đó. Rồi mũi kép ở trên kế bên. Lên một bính. Mũi kép tiếp tục. Ha, vậy là mình có hai mũi kép không có đính cái này. Tiếp tục mũi kép. Kế tiếp mình sẽ đính nha. Một nè, lên một bính nè và mũi kép nè. Đó, mình sẽ đính vào. Rồi lên một bính. Vậy là khoảng cách của hai cái khoen này nè, nó sẽ có hai mũi kép không có đính khoen ha, bạn cứ nhớ như vậy. Rồi ở đây có một mũi kép không đính khoen rồi, tới mũi kép kế tiếp. Rồi xỏ khoen vào. Mình chiếu lên gần cho dễ nè. Kéo qua. Lên một bính, lên một bính này là hai mũi kép cách nhau một bính đó bạn, và đồng thời nó cũng khóa cái khoen này lại đó. Nó cố định luôn ha. Rồi mũi kép. Rồi một bính, rồi mũi kép. Rồi một bính. Rồi, tới mũi kép có đính khoen nè. Đó, lên một bính, rồi mũi kép. Lên một bính, rồi mũi kép. Vậy là cái mặt trước nè, để mình xem. Cái mặt trước nó sẽ có 4 cái khoen, đó, ha. Cách đều nhau. Nhìn nó giống như cái điện thoại, cái vỏ, cái tui nó đeo lắc vậy đó. Rồi tới mặt sau ha. Mặt sau bạn cũng làm tương tự như vậy nha. Tới mặt sau. Sợi nó hết rồi, để mình kéo ra. Đây, mình quên mất. Đó, rồi đính khoen vào. Bạn canh sao cho nó đều rồi. Thank you.
Khoan, quen tay á, mình móc đi luôn á. Khoen rồi, hai khoen rồi. Rồi, một cái cuối cùng. Cái cuối cùng nè. Rồi, kết hàng lại. Rung rinh, rung rinh. Nói cái mình cái điều chưa? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hàng mũi đơn ha. Mình hàng mũi đơn mình viền nha. Mũi đơn xong rồi tới mũi. Rồi, mình sẽ lên hàng mũi đơn ha. Nào mũi đơn viền xung quanh cái miệng túi mình chiếu ra gần cái gì lên một bính nè, móc mũi đơn vào cái bính đi lên, cái chân bính đi lên á, ngay cái space này nè sẽ là một mũi đơn nha. One single crochet in space đó. Rồi ở đây cái chân, cái mũi kép nè, mũi đơn sẽ vào đây ha. Mỗi chân mũi một mũi đơn. Rồi qua tới bên này một mũi đơn, tới chân mũi kép một mũi đơn. Đây. Dễ bạn, có chừng bạn móc dư nha. Rồi lật cái này qua. Tiếp ở đây. Cái chỗ không có cái khoen đó đính kèm á thì nó dễ ha, có cái khoen nó bị khuất. Nó bị che mình á, cái nó mình khó móc á ha. Nó cộm cộm á. Đó, lật nó qua. Móc qua đây nè. Rồi, bạn cứ móc như vậy nha. Móc. Nhìn rõ không? Rồi, bạn móc tiếp cho mình qua tới bên này nha. Rồi, mình đã xong hàng mũi đơn ha. Mình trượt nè. Slip stitch here. Đó, mình trượt vào cái mũi đơn đầu tiên nè. Đó. Rồi bây giờ hàng cuối cùng là mình sẽ trượt xung quanh nha. Ha. Last row slip stitch. Mình sẽ đánh dấu để mình dễ hướng dẫn nha. Chứ cái mũi này nó ngay cái đường này nè. Cái cách hàng thì nó cũng dễ ha. Mình đánh dấu là slip stitch nha, slip stitch đầu tiên rồi đó. Trượt đầu tiên. Rồi mình tiếp tục trượt thẳng tiến luôn. Trượt này. Trượt nó ha. Trượt để cho nó cứng cái miệng miệng túi các bạn. Đó. Nó cứng cáp lên ha. Nó ôm lại. Đó. Đây. Rồi. Bạn trượt. Cái này đã che rồi.
Mình trượt hết cho mình nha, đến ngay chỗ chỗ này nha, chỗ cái chân này, chỗ cái này nha. Rồi mình đã trượt đến kết hàng, đến hết hàng rồi nè. Mình đánh dấu để mình dễ nói mà. Rồi tới cái phần quai túi nha. Cái quai túi này thì mình làm đơn giản lắm bạn. Mình chỉ móc dây bính và mình dùng mũi trượt ngược lại thôi ha. Và cũng tùy theo cái độ giãn của sợi ha, và cái kim móc, tay móc, cái len nè, mình cho cái độ dài cái dây thích hợp ha. Ở đây mình móc khoảng 180 bính nha, chain 180 ha. Và sau đó mình móc mũi trượt lại thì nó sẽ bị co lại chút xíu ha, nên mình móc 180 bính. Một, đếm hơi cực nha, tới 180 bính lận. 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, mình đã móc được cái đoạn dây bính dài đây nè, 180 bính. Mình đo được là 100, không, mình đo được là 94cm đó bạn ha. Đo cái chiều dài của cái dây nè, 94cm. Rồi bây giờ mình móc mũi trượt kết vào bên này nha, kết vào cái đầu bên này ha. Xoay nó lại, kết bên này cho nó thuận chiều với mình. Chú ý cái sợi dây coi chừng nó xoắn nha. Kết là nó xoắn rồi, lúc đó bạn móc nó không có được á. Nó để cái mặt nó ngay như thế này. Do nó có cặp sợi nên cái sợi nó xoắn nè. Đó. Rồi, đây là cái mặt của nó ha. Cầm cái túi lên, xác định cái chỗ cái mép của nó nè. Nhưng mà mình đừng có ngay cái mép ha, mình lệch gì đấy chút xíu. Tí xíu mình móc, mình xoay, mình trượt á thì nó sẽ ngay cái mép luôn ha. Mình cho nó lệch chút xíu nè, nó cho nó lệch về bên này ha. Đó. Cho nó lệch về bên này nè. Đây. Đây, đâm vào đây nha. Đó. Không. Chỗ này là ngay giữa nè. Chỗ này lệch về bên này chút xíu. Rồi. Hồi nãy mình cầm cái mặt của cái dây bính này đó. Kéo nó qua. Rồi, mình trượt. Trượt một lần nè. Trượt thêm một lần nữa nè. Trượt đâm vào đây cho nó chắc bạn. Trượt thêm một lần nữa. Đó, ha. Rồi, cái sợi nó ngay mép rồi nè. Rồi, bây giờ bạn sẽ dùng mũi trượt ha, lên cái dây bính này. Trượt nè, nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Nhưng mà trượt là trượt lên ngay chỗ cái mặt, cái sợi mặt sau của cái dây bính đó, nó mới đẹp. Giống như lúc đầu mình móc vậy đó. Chiếu lại gần chút xíu, này. Đây, mình trượt lên vào đây nè ha. Đây là cái mặt của dây bính này, mình thấy rõ không? Nó nhìn cái bính rõ luôn ha. Thay vì móc trượt vào đây đúng không? Nhưng mà nó sẽ không đẹp ha. Mình xoay lại, nó trượt vào cái sợi này nè. Do cặp sợi nên mình khó nhìn thấy nó. Trượt vào đây, trượt vào đây, trượt vào đây ha. Rồi để đâu cho nó tiện ra, nào cũng được. Đó, ở đây có cái, mình thấy rõ nè, cái khúc đầu nó hơi khó. Mình đổi cách cầm kim. Ở đây do mình làm mũi chặt quá đó. Đó, mình làm mũi chặt quá. Dài bính đầu nó hơi khó thôi, tại ngay chỗ này nó mình làm mũi chặt quá nè.
Đó, kéo. Được. Rồi, tiếp tục. Thì muốn quay túi đẹp thì chịu khó chút xíu ha. Đó. Đó. Ha, khi mà mình đổi cách cầm kim như vậy á, làm cái mũi nó chặt hơn ha, thì cái quay túi mà mình cần cái mũi nó chặt ít độ giãn cũng được nữa. Còn bạn không có cầm được cái kiểu như cầm dao này á, thì bạn cầm viết như cầm viết cũng được nha. Từ từ thôi là mình thấy nó sẽ không có khó đâu ha. Từ từ rồi nó cũng hết cái đoạn dây bính thôi. Đó. Rồi, bạn trượt hết cho mình đến phía bên này nha. Rồi, mình đã móc mũi trượt đến đây rồi ha. Cái đánh dấu nó thật ra không có cần thiết. Trượt vào cái mũi cuối cùng. Rồi, trượt lên cái chỗ mình đánh dấu á bạn. Ha, thật ra là trượt vào cái mũi kế tiếp thôi. Nó hồi nãy mình móc, mình trượt vào đây thì bây giờ mình kế tiếp. Cái chân nó đúng rồi, trượt vào đây. Đây. Ra mình trượt một lần nữa ha, vào các mũi kế bên cho nó chắc các bạn, cái quai cho nó chắc ha. Trượt một lần nữa. Rồi mình cắt sợi ha. Rồi mình lấy kim mình mai lại. Rồi mình đã xỏ vào rồi. Xỏ vào đây. Cho nó ngay cái mũi này luôn. Rồi mình đâm xuống đây ha. Đâm xuống đây. Đâm vào trong luôn nha bạn. Đâm vào trong luôn. Đó. Rồi mình lùa mình giấu sợi thôi. Sao bạn thấy cho nó đẹp là ok rồi. Mình cắt sợi mình để hơi bị ngắn nè. Lúc nào mình bay tăng lại. Dư chút xíu cắt. Vậy là mình đã hoàn thành xong mẫu túi điện thoại, móc kèm thêm những cái khoen trang trí này ha. Rất là dễ thương luôn. Chúc các bạn thành công với mẫu túi này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình. Bye bye.